Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Trời đã vào thu rồi hả cô chú anh chị, mấy ngày nay á trời, mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp rồi mọi người. Có nhiều vùng ở nước Anh đã trời đã âm độ rồi đó cô chú anh chị. Lá cây đã đổi màu và rụng lả chả rồi đó mọi người. Hôm nay Kim đang đi vô trong thị trấn nè, Kim đi shopping. Kim đi mua một ít đồ cho mùa thu ha cô chú anh chị, xem hôm nay người ta đã bán những cái gì rồi mọi người. Mới tháng 10 thôi nhưng mà những cái cửa hàng người ta đã bày bán đồ cho Giáng sinh rồi nè mọi người. Rất là nhiều luôn. Còn đến 2 tháng mấy nữa lận đó cô chú anh chị mới đến Giáng sinh. Kim đã mua xong rồi nè cô chú anh chị. Đang đợi Tony đến đón hả mọi người. Đến đón Kim xong rồi sẽ đi đón Chi Chi luôn. Cái hàng cây phía sau Kim nè, nó đã đổi lá màu vàng hết rồi, đẹp chưa cô chú anh chị? Cái thùng này để Kim đựng đồ tái chế đó mọi người, giống như chai nhựa nè, hoặc là giấy á, thùng giấy gì đó. Đây có hai nắp nè.
Đây là mấy trái bí ha, cái này Kim để làm cái vòng để máng ngoài cửa đó các anh chị. Đây là nến nè, hàng cây nè mọi người. Đây là cái cọng này để ở trong cái bồn, cái lavabo đó. Mình sẽ sọt vô đây nè, mình rửa ở dưới ha. Muỗng múc cà phê. Cái này để cắt phô mai. Để đựng nước rửa tay ha chú anh chị, em thấy cái chai này giống hình trái bí nè, dễ thương chưa, thủy tinh đó mọi người. Khăn lau tay, khăn lau nhà bếp, khăn lau chén gì đó. Cái bó lúa mì nè, bó lúa mì sấy phơi khô đó. Cái bó này có 1 đồng thôi mọi người. Đây là bao gói nè cô chú anh chị, bao gói mùa thu màu dễ thương ha. Hello cô chú anh chị, hôm nay Kim làm spaghetti chăm chi nha mọi người. Spaghetti bò bằm. Kim có thịt bò bằm thì Kim mua bò xay sẵn đó cô chú anh chị, thì Kim sẽ ướp ha.
Xin mời cô chú anh chị ăn spaghetti. Ăn mì Ý hai mẹ con Kim ha. Đây nè, chị biết ăn sao không? Ăn vậy nè. Đây mà chị cho. Để cái nĩa vô đây, cầm muỗng lên. Đây cầm vậy nè. Để vô đây, để vô đây. Để mì vô và quay. I want to. Nó như là ăn kiểu mì Ý là ăn vậy đó. So mẹ, you đó. Get your fork and then you twist it. Để cái muỗng, để vô muỗng á. Chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Nhiều quá là không được. Để mình xuống mà chỉ cho. Rồi cầm vô, cắm. Rồi chút xíu vậy đó, rồi quay vô. Được chưa? That's how we eat spaghetti. Thấy không? Nè, nhìn nè. You can put in spoon like that. Ăn sao? Cái phần dạng này đi. Ít hơn. Ngon quá. Này cái sốt này mẹ làm đó, thịt bò đó chứ à, ngon lắm. Để xuống đây nè, để cái muỗng nằm dưới đây nè. Đúng rồi. Đó, được chưa? Is it good? A bit a lot. Nè. Next time you do a bit lesser. Like this. Ít thôi, tại vì nó quay vô nhiều lắm. Rồi để cái muỗng xuống. Ngon quá. Được rồi đó, chị giỏi quá. Đẹp rồi đó.